Chào các bạn đã trở lại kênh chuyện ma tác giả hàng bảo à, Trước khi bắt đầu câu chuyện á, Bảo xin phép được đặt lại lịch cho chúng ta Thì bắt đầu từ ngày hôm nay Trở về sau Thì lịch phát truyện sẽ rơi vào là Thứ ba, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật nha các bạn Một tuần chúng ta sẽ có 5 tập truyện Và lịch cố định sẽ là thứ ba, thứ tư à, thứ sáu thứ bảy và chủ nhật có nghĩa là thứ hai và thứ năm chúng ta sẽ không có chuyện rồi đó là thông báo mới và từ đây sắp tới chuyện sẽ được ra điều đúng như lịch của chúng ta không làm phiền những cái bạn mà đôi khi trong chuyện mà không có thông cảm dùm cho bảo trong thời gian vừa qua thì bảo bạn khá là nhiều việc rồi không dài dòng là mất thời gian của các bạn nữa hôm nay bảo sẽ giới thiệu cho các bạn một câu chuyện mà câu chuyện này đó cũng có chút thương tâm cho nên là cái người gửi chuyện về à, tên thì ông không có đổi ông là bác Ba Hòn nhưng mà địa điểm thì à, có nói với bảo là không được nêu ra và đây cũng là một câu chuyện à, đối với ông cũng khá là buồn à, muốn biết câu chuyện nó như thế nào thì mời các bạn cùng nghe qua câu chuyện của ngày hôm nay thì câu chuyện này khi đó đó bác Ba Hòn là khoảng xảy ra khoảng mười mấy năm trước rồi các bạn thì bác Ba Hòn khi đó là khoảng ba mươi mấy tuổi. Ở cái vùng của bác Ba Hòn sống á, thì là ở cái vùng biển. Và cái nơi địa điểm đó là sống trên một cái đảo nha các bạn. Cái đảo thì không lớn mấy đâu. À, dân cư thì sống trên biển thì các bạn biết rồi. Sống ở ngoài hòn, ngoài đảo á, thì lâu lâu á, mới đi vào đất liền một lần. Và cái người chính á, chỉ là cái chuyện mà đánh cá thôi đánh cá hay hoặc là đặt cua biển cá biển gì đó chứ ngoài ra thì cái việc làm thuê làm mướn á là chỉ dành cho những cái người á mà người ta không có tàu thuyền này nọ nè thì người ta sẽ đi làm thuê nhưng mà nhà chú bác ba hòn á thì khi đó có một cái chiếc ghe chiếc ghe để mà đi đánh cá nhưng cũng gần bờ thôi thì lúc đó đó bà con đang sinh sống chủ yếu cái người đó mà sống quen với biển rồi thì không may có một lần có một cơn bão đi vô và cơn bão này theo cái kiểu giống như nó bất chợt đó các bạn nó đến quá nhanh à, làm cho những cái tàu thuyền họ không trở về đảo của mình kịp mà ở biển thì các bạn nên biết một điều á ngoài cái việc mà dự báo thời tiết này nọ thì hay hoặc là định vị gì trên biển á thì cái đó bão không có rành À, với lại chú với bác Ba Hòn á nói là khi đó cái 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 thuyền cái ghe còn đơn sơ lắm chứ nó không có được mà à, hiện đại như mình bây giờ à, với lại chủ yếu dân ở đó thì người ta sống người ta đánh bắt nó cũng gần bờ chứ không có xa bờ mấy thì cái lần đó đó khi mà xin lỗi là cho bảo nói thêm một xíu đó, là khi mà trời bắt đầu chuyển mưa các bạn là phải về nhà liền bằng mọi cách phải về liền Tại vì ở ngoài không phải giống như trong đất liền của mình Đất liền của mình có thể là chuyển mưa xong Rồi có gió này nọ thổi mưa qua Nhưng mà ở ngoài đó đó là hỏi mưa rồi Hỏi mà chuyển mưa là nó mưa liền Rất là nhanh Và cái người đánh cá là cứ Trước cái lúc mà mặt trời lặn á, là phải đi vào bờ Hỏi mà 6-7 giờ tối đó nha Mà chưa thấy ghe đi vào bờ là người ở trong nhà đó Người thân á, là người ta lo lắng dữ lặng lo dữ lắm luôn cái đặc trưng là như thế thì cái lần đó đó mọi người cũng đang đánh bắt thì trời cũng trong cũng bình thường hơi chút xíu thôi nhưng mà có một chút chuyển mưa này nọ đó thì bà con người ta đang chuẩn bị để mà đưa thuyền vào bờ có điều không may á, cơn bão nó ập đến quá nhanh các bạn cái trận bão đó đó làm cho rất là nhiều thuyền cá đắm mà thậm chí những cái người ở nhà mà ở sát cái mép biển á, là bị thổi tóc nóc hết chưa cây cối nó đổ la liệt ở chưa và cái làng đó đó thì theo như lời của bác ba hòn chia sẻ thì có rất là nhiều người bị chết nha các bạn thì cái không khí tan thương sau cái trận bão đó đó có quá nhiều người chết đi thì đội cứu hộ người ta cũng đi đi tìm này nọ dữ lắm mà cái số còn sống rất là thấp và xác chết đó các bạn rất là nhiều tại vì mới qua bão mà nhầm cái cái xác còn chìm rồi xác đó thì có xác thấy có xác không thấy mà rất là nhiều người mắc mạng thậm chí có những cái xác mà bị đánh tạt vào bờ mà văng lên trên đường tấp vào những cái gốc cây đổ các bạn bão nó, nó thật sự là nó rất rơi rất rơi gớm trong đó đó thì nhà của bác ba hòn cũng có một cái người thân cái người thân này á là cháu ruột của bác ba hòn cái người đó thì nó theo vai với á, là cháu của bác ba hòn nhưng mà cái tuổi đời á, thì cũng xem xem với bác ba và cha của cái người chết á bác ba hòn kêu là cậu nha thì cái ông cậu của bác ba hòn á ông thứ năm cho nên là bảo kêu là ông năm á thì ông năm đang đau lòng vì cái đứa con mình á nó không có về kịp đi theo cái đoàn cứu hộ của người ta đó các bạn để mà tìm xác mà nói cái việc tìm xác á khó khăn lắm tại vì xác đâu có nổi lên đâu rồi nó bị ở ngoài hòn ngoài đó đó thì đá đồ nhiều dữ lắm đá ngầm đồ cũng rất là nhiều bởi vậy đi tìm là phải cho thợ lặn á lặn xung quanh sẵn kiếm những cái chỗ cái bãi đá này nọ coi có bị mắc kẹt ở trong đó hay không thì cái công việc tìm kiếm ấy rất là, là, khó khăn và rất là... Ừ, nhưng mà trải qua được một hai ngày vậy đó thì cũng tìm được rất là nhiều nhưng mà riêng cái người chết con của ông năm á bác bà hòn với ông năm đi tìm không có được các bạn mà cái kiểu mà chết ngoài biển á mà tìm mấy ngày trời mà đã không thấy xác rồi đó thì hầu như là người ta không còn cái hy vọng nữa bởi vì cái chuyện thương tâm về cái đứa con mình chết Nó sẽ làm tăng lên gấp mấy lần cái nỗi đau buồn Thì cái bữa đó đi là cũng trải qua hai ngày rồi Ông Năm thì ở nhà đó Nhà có hai đứa con à, mà giờ chết hết 1 đứa rồi Mà tìm xác chưa được nữa cho nên là trong gia đình rất là buồn rầu Còn cái việc thiệt hại do bảo thì khỏi phải nhắc nha các bạn Ai cũng thiệt hại thôi Cái đáng nói nhất là những cái, cái tính mạng con người thôi chứ còn tài sản thì mình có thể tạo lại được thì bữa đó đó trên cái hòn thì các bạn nên biết á là sẽ có hai mặt một bên là có gió còn một bên là nó không có gió thì cái đảo nó giống như là nó nằm ở giữa biển thì nó nó nó, nó cao các bạn có núi rồi đó thì một bên đó, nó sẽ có sóng gió này nọ một bên thì nó sẽ phẳng thì lúc này bà con ở đây người ta mới, mới di dời những cái, cái cái, thuyền cái cái bè này nọ qua bên cái mặt mà uh, nó phẳng nước thì ở đó người ta khắc phục lại cái hậu quả Ông Năm thì ông có một cái chiếc ghe Bác Ba Hòn cũng có chiếc ghe Nhưng mà Bác Ba Hòn được đó là may mắn nha Vô bờ kịp Thì cái chiếc ghe của ông Năm thì bị đắm rồi Bác Ba Hòn mới lấy cái chiếc ghe của mình Là cũng đi theo đoàn của họ nọ kiếm Nhưng mà kiếm không có Nhưng mà tối lại thì mới đậu qua bên cái mặt phẳng thì trên ghe lúc này là tổng cộng có ba người nha mà không có ông năm nha các bạn có bác ba hòn rồi một người em của bác ba hòn à, là mình kêu là bác tư ha và một cái người làm thuê cho gia đình của bác ba hòn thì cái anh đó mình gọi là à, bác năm luôn đi cho mình dễ kể chuyện có nghĩa là bác ba bác ba hòn bác tư là anh em ruột còn cái bác năm kia đó là cái người làm thuê cho gia đình của bác ba thì ba người đang ở trên cái ghe vào ban đêm định là đậu ghe ở đó sáng lại tiếp tục đi tìm cái tối đó đó thì ba người ở trong ghe ngủ cái việc ở biển đó, thường 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 ta ngủ sớm nha để lấy sức cho ngày mai người ta ra khơi này nọ đó thì khoảng cái tầm 8 giờ đậu ghe thì nó cái cách bờ cũng cỡ trăm thước vậy đó thì đậu ghe ở đó ba người mới ngủ thì xung quanh cũng có rất là nhiều ghe nha các bạn tại đó ta dồn ghe vào cái phía sau mặt phẳng mà ghe rất là nhiều nó cứ cách nhau có chừng vài chục thước Vài chục thước là có cái ghe người ta neo Đêm đó đang ngủ Thì cái ông bác tư này nè Ông đang nằm ở trong ghe đó Ba người nằm ngủ chung mà ở trong Thì ông bác tư ông nằm ở bên trái Cái ông mới cựa quậy người Tại vì ông nghe các bạn Ông nghe ở phía bên ngoài á Có cái tiếng khóc mà cái tiếng khóc đó kiểu mà khóc vừa khóc mà vừa ở một cái nơi nào đó nó như là bị lạnh vậy đó kiểu mà vừa rung 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 mà vừa khóc cái ông nghe thiệt là kỹ đi cái ông suy nghĩ trong đầu vậy thì cái việc bảo mấy bữa trước thì bà con ở đây người ta mắc người thân cũng khá là nhiều mà từ bữa đó tới bữa nay á nghe cái tiếng khóc ban đêm là hầu như ngày nào cũng nghe khóc than thương tiếc nhầm khi người ta ở trên cái thuyền cái cái, cái ghe của người ta thường ngày thì cái người thân của người ta đi ra đi vô mà bữa nay không còn nữa thì cái việc cái tiếng khóc nó vang vang lên vào cái ban đêm là có cái ông bác tư ông cũng nghĩ là bình thường chắc là ở một cái gia đình thương tâm nào đó có con mới mắt thì họ khóc mà họ trên gió bởi vì cái tiếng khóc của họ thì mình nằm ở trong ghe mình nghe nghĩ như vậy cho nên bác tư không có để ý có điều một hồi á Bác càng nằm thì bác càng nghe kỹ Cái tiếng khóc này nó không phải phát ra từ ở một cái ghe nào khác Tại vì mỗi ghe phải cách nhau Ít nhất là 30 thước để cho họ dễ quay đầu ghe này nọ để di chuyển Mỗi khi có chuyện cần Bác Tư nghe rõ là cái tiếng khóc này nó phát ra rất là gần Hình như là ở ngoài cái mũi ghe của mình Cái lúc này bác Tư mới suy nghĩ nói không lẽ có cái ghe hay cái 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 cái, cái xuồng nhỏ nào á mà người ta giờ này đi tới đi lui chỗ này người ta làm gì mà người ta nhớ con nhớ cháu người ta khóc. Cái nằm cứ bồn tròn. Cái muốn bước ra. Bước ra coi coi cái đó làm sao. Cái bác mới bước ra. Thì ở ngoài đó đó người ta phát khi đó cũng có điện nha các bạn. Điện là điện phát chạy bằng máy Chứ không có cái điện nào mà người ta kéo được xuống ghe hết trơn á Và thậm chí ở trong cái đảo đó Người ta cũng xài bằng điện phát bằng máy không à Bởi vì cái thói quen của người ta đó Là cực kỳ mà tiết kiệm điện Tại giờ ở ngoài đảo á Chạy bằng máy cho nên là mỗi ngày Phải có một đến 2 tiếng đồng hồ là cúp điện Cứ đúng vào cái giờ đó là cúp điện Để cho máy nghỉ ngơi theo kiểu như vậy đó Rồi xong rồi mới chạy tiếp Thói quen nó hình thành là mọi người rất là tiết kiệm điện. Nếu mà cái trường hợp không cần thiết là họ không mở điện lên. thì cái ghe của ông bác Ba Hòn cũng vậy, không có chạy máy ban đêm, máy chạy mà mình sao ngủ được? Chỉ lấy cái bóng đèn mà theo kiểu đèn mà mình sạc sẵn vậy đó. Mà cái đèn đó thì để ở phía sau, ở trên cái mui cao á, để ở phía sau ở trên mui cao á, để cho người ta biết là ở à, chỗ này có cái ghe. ví dụ người ta có di chuyển ghe, thuyền gì đó, người ta cũng né mình ra. Bởi vậy cái ánh sáng từ trên đó so với cái người mà ngủ ở dưới cái khoang thuyền á Nhìn ra phía bên ngoài và nó sẽ không bao giờ thấy đâu Hơn nữa là ánh sáng từ cái trên mũi á Nó dài ra ngoài mũi á Nó rất là là đà, nhỏ nhỏ xíu à, khó thấy lắm Nhưng mà dòm kỹ là sẽ thấy Cái ông bác Tư này ông mới bước ra khỏi cái cái chỗ ngủ á Ông mới nhìn ra bên ngoài <laughs> Ông nhìn, ông nhớ là ông nhìn đâu được khoảng 2 phút á thì ông mới thấy chỗ cái mũi thuyền của mình á nó có một cái người ngồi mà cái kiểu mà ngồi là ôm hai cái tay khoanh lại các bạn mà chỉ hướng hướng mặt đi cái nơi khác nha thay vì cái mũi thuyền thuyền là hướng thẳng nếu mà cái mũi thuyền, cái người này ngồi hướng theo cái mũi cái mũi thuyền á thì sẽ quay lưng lại những Bắc tư còn người này không có hướng về mũi thuyền mà ông hướng 45 độ bên phía bên tay trái có nghĩa là Bác tư từ trong đây dòm da sẽ thấy được nửa khuôn mặt của cái người đó, có điều trong cái bóng tối thì không có rầm rõ. Nhưng mà bác tư dò một hồi á thì chắc chắn cái người này nè là mới từ dưới nước lên. Tại vì gió biển nếu mà mình mặc một cái áo bình thường á thì nó sẽ phát phơi. Cái áo mình nó sẽ phát phơi đến nhịp nhịp lên nhịp xuống vậy nè. Còn đằng này cái người này cái áo á nó dính sát vô trong cái da thịt của họ thì chứng tỏ cái người này từ dưới nước mới vừa lên các bác tư ông ấy nghĩ của kỳ vậy ban đêm ban hôm thuyền ai nấy ngủ chứ còn thí dụ như ai quen biết mình á thì phải qua phải kêu mình này nọ mới lên thuyền mình ngồi chứ làm gì mà có người mà ngồi ngay cái mũi thuyền của mình vậy cái bác tư là ông định là lên tiếng để cho cái cái người đó là ai để hỏi đó nhưng mà sợ là bác ba với lại bác năm đang ngủ nè sợ mình đây mình kêu lớn tiếng quá thì hai người này giật mình thức dậy cây bác tư mới không có kêu và bác tư bước từ từ ra tính từ cái vị trí mà bác tư đang nằm ngủ á ra tới cái mũi thuyền là nó cỡ 14 15 thước bác tư đi được đâu ba bốn thước gì đó thì cảm giác được sao mà tự nhiên nó rợn người chứ các bạn mà hồi nãy đó ở chỗ mà mình đang ngủ mới vừa dòm ra thì thấy còn đỡ đỡ nha, còn lúc này mà đi tới bốn bốn năm thước rồi đó sao mà thấy cái người đó kỳ 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 sao á, cái tiếng khóc nó nó du gia du dương du gia du dương mà nó nghe rất là ghê, thì lúc này bác Tư ổng cũng có một cái sự sợ 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 trong lòng, ông mới dòm tới dòm lui ông mới chụp được cái, cái 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 khúc cây Cái khúc cây mà đường thường để chống khoan rồi đó, ông mới chụp ông thủ cái ổng đi ra ổng đi ra đi ra cho còn cách chừng bốn thước nữa thôi là tới cái chỗ người đó ngồi đó thì lại nghe cái người đó kêu chưa kịp hỏi là ai cho thì người đó kêu anh tư em lạnh quá anh tư ơi nghe cái giọng nó 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 cà rung cà rung nghe mà kêu mình bằng anh tư vậy thì cái người này là ai cái bác tư ông mới hỏi á ủa ai vậy ai mà kêu tôi bằng anh thì vừa hỏi xong á cái người đó đứng lên các bạn đứng lên quay mặt lại giờ một cái là ông bác tư ông quảng hồn quảng dí ông, ông la lên một tiếng ông chạy thẳng vô chỗ ngủ luôn ông làm cho bác ba với ông bác năm ông nào cũng giật mình thức dậy không biết chuyện mô tê gì hết trơn á ông bác tư ông nhào tới anh ba ơi anh ba ơi ba ơi thằng năm ơi thằng năm ơi nó về nó về nó về thì hai người kia người nào cũng quảng hoàng quảng dí biết cái gì đâu mới vừa ngủ thức dậy cái cái gì cái gì mày làm cái gì mà bằng đêm hơn mày la ôm sùm vậy nó về nó nó về anh ba ơi ai vậy mày đang mày bình tĩnh lên coi mày nói coi thằng năm mày lên mày, mày 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 đem cái đèn xuống coi chạy cái máy lên cho cái đèn sáng coi thì ông bắt năm ông ổng mới chạy đi ông quay máy này nọ ông đỡ cho đèn sáng chưng hết trơn trên cái ghe của mình đó nha đó, thì sáng dậy hết trơn ba người mới dòm ra thì không có thấy ai hết thì cái lúc này á ông bác tư á ông mới bình tĩnh là ông kể các bạn cái người á mà ông thấy để ông quản hòn quản vía đó chính là cái ông chú tài ông chú tài á là cái ông mà chết chưa tìm được xác con của bác năm á mấy bữa nay để tìm hoài không gặp mà bữa nay ông bác tư ông gặp vậy đi mà hồi đó tới bây giờ ông bác tư ông hiếm khi nào mà ông gặp ma lắm các bạn cái ông bác ba ông nghe nói vậy rồi cái ông mới nói á ừ mày có dòm mà kỹ không tư ban đêm bóng đèn nó xa vậy mà sao mà mày đi ra ngoài đó mà mày dòm mà thấy được cái mặt của thằng tay mà nó chết rồi rồi nó về đây không lẽ nó hiện về đây nó 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 cho mày thấy cái bác tư vẫn nói tôi thấy rõ lắm anh ba ơi tôi chắc chắn á thằng tài trời đất cô cái đầu nó ướt sũng mà nó mặc cái bộ đồ mà khi nó chết á nó mặc cái bộ đồ xám y da như cái lúc mà nó chết á nó dòm tôi nó kêu tôi anh tư nó lạnh nữa cái em bác ba nghe nói vậy mà nhìn sắc mặt của bác tư là không có giống giỡn chơi hồi đó giờ bác tư đâu có kiểu những chơi cái nó thôi 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 à, bây giờ mày vô mày chuẩn bị chút xíu đồ đi năm tạo ra tao cúng thì cái lúc mà mọi người đang chuẩn bị đồ trong đây nè thì cái mấy cái ghe khác á người ta nghe động mà dân biển người ta sống tình cảm lắm các bạn dù mà đêm hôm á mà nghe một cái gì cái gì đó la lên này nọ là ta sợ ra người ta người ta, người ta coi á thì mấy người đứng ở mấy cái cái thuyền gần đó đó người ta mới kêu ủa ủa thằng ba ơi cái thuyền mày có bị gì không mà sao mà tao nghe cái tiếng la sùm vậy thì bác ba mới tìm cái cách nói lớn đi. Nói xong rồi thì mọi người mới yên tâm đi ngủ lại đợi cho mọi người ngủ xong rồi á. Thì vẫn bác ba ổng mới đem đồ ở trong ra mà đồ ở trong ở trong đó thường thường đâu có gì các bạn, đa phần là khô Khô biển đâu đó. Hay hoặc là cá đông lạnh này nó đó thì cứ làm đại một hai món rồi đem ra, cái mới đem cái ly rượu nhưng mà dân biển thường thường hay để rượu trên ghe lắm. Uống đỡ lạnh đó các bạn. Cái đem ra bác ba mới cúng mà cúng khi mà đốt ba cây nhang á các bạn thường thường đốt nhang cúng xong rồi á mà cúng dân biển nọ họ cúng xong là họ đem đồ á họ quăng xuống biển các bạn cái thấy ba cây nhang á tự động đốt lúc đốt á cắm lên bình thường nhưng mà được chút xíu à tự nhiên nó cháy vừa hui vừa vừa xuống mà chói cháy với cái tốc độ rất là nhanh luôn mà trời á có gió chứ không phải là không có gió nhưng mà với cái gió đó đó chắc chắn 100% không khi nào mà thổi cái nhang nó nhanh tới mức độ như vậy được cái em bác ba lúc này ông ớn rồi kêu bằng ba người người nào á cũng rung mình hết trơn nổi da gà hết trơn á cái thôi cũng giái khắng khắng xong rồi cái cũng đợi thức ăn á <laughs> quăng xuống quăng xuống xong rồi, rồi lấy mi dụ chới xuống giống như là giái ở mày về mày uống mấy ly dụ cho ấm này nọ nha thì qua cái đêm hôm đó rồi á tới sáng ra là ông nào ông nấy là ớn ớn rồi cũng đi tìm cũng chạy đi theo kiếm xác này nọ mà kiếm chưa có có cái tới chiều lại á, thì ông bắt tư ông sợ đi ông mới nói thôi anh ba ơi bây giờ mình đậu ở chỗ khác đi chứ đừng đậu chỗ đó nữa cái anh bắt ba ông cũng nghe ông cũng đậu chỗ khác đậu nói chỗ khác thôi thì cũng gần gần cái khu vực đó cái đêm đó nghe cũng bình thường lắm ngủ ngơi ai cũng ngủ được hết trơn á mà lần này cái ông bác tư á ông không có gặp mà tới lượt bác năm các bạn ông bác năm á ông nằm ông đang nằm ông ngủ như vậy đó cũng ngủ cũng ba người ngủ chung vậy đó đêm trước thì nghe ông bác tư ông kể như vậy cũng ớn ớn đi đêm nay ngủ ngủ mà thí dụ như mà lỡ mà có nghe cái tiếng khóc nó thầm trong bụng á lỡ có nghe cái tiếng khóc gì ở ngoài hay gì nào cũng không có đi ra cái tự duyên đang nằm đang nằm vậy đó cái ông bác năm ông mới nghe cái tiếng kêu cứu các bạn cứu cứu tôi cứu tôi mà nghe cái tiếng kêu cứu rồi đồng thời còn nghe luôn á là cái tiếng mà giống như người ta mà đập tay xuống nước đó, các bạn đang bơi đó, đang bơi mà mầm xuống nước kìa nè mà kêu cứu um sùm hết trơn á thì ông bác năm á lúc này ông mới giật mình đi tại vì dân biển mà người ta mà rớt xuống biển hay nọ mà mình phải cứu ở gần đó là phải ra coi liền phải cứu cái ông quên đi ông không nhớ gì hết trơn ông mới lặt đặt ông mới kêu ông bắt bắt ba với bắt tư vậy vậy anh ba anh ba anh tư ơi vậy vậy ông ngoài kia có ai kêu cứu kìa thì hai người này đang ngủ mà nghe nói tiếng kêu cứu cũng lặt đặt tóc chạy ra ba người mới chạy ra ngoài chỗ cái cái, cái mũi thuyền á mở đèn nọ sáng lên này nọ cầm phao này nọ chạy ra chạy ra cái dòm xung quanh dòm 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 thì cái ông bác ba với cái ông bác tư á dòm cỡ nào dòm cũng không có thấy mà không hề nghe một cái tiếng kêu cứu nào hết còn riêng ông bác năm á thì ông nghe cứu 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 tôi vậy đó và ông dòm thì lúc này mấy cái đèn mấy cái ghe xung quanh đó các bạn người ta cũng nghe ông bác năm á ông la lên tại vì ông thấy ổng thấy có một cái người mà đang chơi với ở trong cái khúc cái khúc tối ở gần mấy cái thiền kia nhưng mà ở trong cái khúc tối đập tay xuống nước bẩm 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 vậy nè cứu cứu tôi ổng nghe rõ ràng lành danh mạch vậy luôn cái ông mới chỉ Ông nói kia 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 cưới bên cái ghe của thằng kia 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 ổng đưa tay ra ông chỉ rõ ràng vậy nha các bạn nhưng mà bác ba nè bác tư nè dòm lại không thấy mà những cái ghe ở gần đó luôn người ta cũng nghe tiếng cứu mà nghe ông bác năm ông kêu rồi bác ba bác tư kêu nữa thì mọi người mới dậy Và mở đèn lên này nọ Thì không hề thấy một cái gì Riêng ông Bắc Năm thì ông thấy Cái ông mới la lên Ông la cái ông mà cái ghe ở gần Gần cái người mà đang kêu cứu nhất á Ông thấy là Thí dụ như cái ghe đó là cái ghe của ông Ông Dũng đi Là cái ghe mà Ông thấy có một người đang chơi với dưới cái dòng nước biển á Thì ông mới la lên Dũng 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 cái bên ghe mà kìa Sao mà không nhảy xuống cứu Thì cái ông kia Ông nhìn theo cái hướng chỉ tay Mà ông có thấy cái gì đâu mà ngay cái bác ba bác tư cũng không thấy nữa ông bác năm ông quá sốt ruột đi tại vì không nhảy xuống liền cứu làm sao ta sống được ông mới lật đặt ông ôm cái ông nhảy xuống luôn các bạn ông cầm cái phao ông quăng vào cái rồi và ông nhảy xuống ông nhảy xuống thì ông bắt ba ông bắt tư thậm chí cái ông dũng bên kia mấy người lăn cặn người ta cũng theo kiểu là phản ứng tự nhiên á người ta nhảy xuống theo chạy theo để coi coi um, ai chết đuối để tiếp mà sao mình không thấy mà cái thằng năm nó thấy mà tới khi dân bắt năm nè ông lặn một hơi á nha cách ba chục thước dân biển lặn ghê lắm các bạn ba chục thước mà lặn một hơi rồi á là cũng đâu có chục thước á lặn cỡ đó đó nổi lên rồi ông mới lặn nữa nhưng mà ông lặn tới cái hơi thứ hai ông phịch lên nè thì ông dòm giáo giác xung quanh không hề có các bạn thì ông mới ngỡ á, là cái người đó chìm rồi ông mới la lên ông nói lặn lặn xuống dưới đó ông lặn một hơi lại tới chỗ đó nữa nha thì mấy cái người ở trên thuyền đó, người ta mới nói trời trời anh nói gì có thấy ai đâu ba ba thằng tư mới có bị giữ năm lại coi có thấy gì kỳ vậy thì lúc này người ta nhảy xuống khá là nhiều mà người ta bu là chỗ đó đó người ta mới giữ ông bắt năm lại người ta nói ông là ông thấy chỗ nào cái ông ông lội ngay là chỗ đó ông chỉ chỗ này dưới đây dưới đây mà thường thường dưới chỗ đó đó thì nó không có sâu nó độ cái tầm là hai mét mấy à hai mấy ba mét à ông nói dưới đó dưới đó thì mấy cái ông kia mấy ông mới lặn xuống lặn xuống thì kiếm không có thấy lặn xung quanh mà kêu bằng kiếm cả hơn nửa tiếng đồng hồ là không hề thấy gì hết cái mọi người mới kêu á thằng năm này sao nó kỳ vậy ta có ai thấy cái gì đâu mà nó 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 làm như thiệt vậy mà cái tính của bác năm hồi đó tới bây giờ làm gì mà dám giỡn mà bản thân bác năm là cái người đi làm thuê làm mướn cho người ta nữa đâu có giỡn cái kiểu đó chủ cả người ta đuổi sao bác đâm ông tức mà ông thời tới thời lui ông thời cho lắm ông thời ông nó chắc chắn là thấy và ngay chỗ này luôn với tay lên kêu cứu luôn mà thằng dũng nó không thấy nó gần ghe nó gần nhất mà nó không thấy cái okay, mọi người mới nói thôi bây giờ đi lên bờ đi bạn đêm lạnh dữ lắm lên lên trên thuyền trước đi rồi có gì thì tự nói thì mọi người ở đây là người ta mới kiểm kê là các bạn mỗi ghe rồi người ta được kiểm thành viên của người ta lại coi là có thiếu sót ai không thì cái việc kiểm đó là đâu cũng nửa tiếng đồng hồ Người ta kiểm rồi xong hết trơn, không hề thiếu một người nào hết trơn Cái lúc này ai cũng nói là ông bác Năm là ông qua mắt hay là ông nhậu xỉn gì hồi chiều rồi ông dầm nhầm Tại vì dân biển thường tối chiều người ta ưa nhậu lắm Nhậu xong người ta ngủ sáng sớm người ta đến cá Ông bác Năm ông quá tức rồi ông nói nhậu thì hồi chiều tôi có nhậu Tôi uống có mấy ly à, cho ấm bụng mà tôi ngủ à Mà tôi thấy rõ ràng mà tại sao mấy ông không thấy cái nó thôi bây giờ kiếm không thấy rồi, thôi mày uh, máy bay ở đây đi, ba đứa bay ở đây đi, tao uh, uh, nổ máy lên đưa máy bay về ghe, chứ mới công lội là đẳng nữa. cái ba người mới ngồi trên mũi xuồng á, mũi thiền á, cái ông mới cái ông chủ ghe ông Dũng đó, ông mới đi ra phía sau, ông nổ ghe máy lên, ông nổ máy lên thì ông đang chạy bịch 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 vậy đó, chạy tới gần cái cái ghe của bác ba rồi đó thì cái ông bác năm này ông có nhảy đổng lên ông ấy la kê 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 ủa ai mà ướt nhẹp đứng trên mũi mũi của mình kìa trời đất ơi ông ấy vừa đưa tay ông ấy chỉ một cái đó nghe thì lúc này ngay cả ông bác tư ông cũng thấy các bạn ông, ấy, ông ấy thấy ông chú tài á ông ấy đứng ở trên ngay cái mũi thuyền cái mũi ghe luôn ông ấy đứng cà rung cà rung và ông ấy nhìn theo cái mặt ông ấy là giờ ông không có kỹ cái mặt bác năm giờ không kể cái mặt nhưng mà riêng cái ông bác tư á thì ông dòm rõ được cái mặt các bạn cái mặt xanh chanh luôn nó mà xanh như cái màu nước biển vậy đó tóc tai thì rủ rượi này nọ tùm lum hết chứ ông đứng đó mà theo kiểu cái mặt ông miếu miếu như là khóc vậy đó các bạn thì ông bác tư cũng gặp ông quảng hồn quản với ông la lên một cái ông chạy vô bên trong ông la lên thằng tài thằng tài mà ông Bác năm ông nghe la tới thằng tài thằng tài rồi đó thì ông nhớ ra là ông, không có biết ông chú tài mà thì ông cũng giật mình ông quản hồn quản với ông chạy theo ông bác ba thì không không thấy nha nhưng mà cũng lật đặt chạy theo luôn chạy vô phía trong á, thì ông bác tư với ông bác năm kêu là không có chạy lại cái ghe của mình nữa phải chạy đi chỗ khác là cái đêm đó đó là ngủ lại trong cái ghe của ông dũng đó luôn nhờ ngủ lại luôn Đâu một hai tiếng đồng hồ sau đó đi ra không còn thấy ông chú Tài em đứng ở cái mũi ghe nữa Nhưng mà cũng không có dám trở lại ghe mình ngủ Theo kiểu là quá sợ rồi Thì qua hai đêm mà đã có hai người gặp Mà ngay cả ông Bắc Năm Ông gặp kêu cứu ở dưới biển đó Cái ông sợ rồi Ông nó hên nha Làm như tôi dòm được thằng Tài Qua bữa sau mới nói nha Mà hình như là cái kiểu mà nó 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 chết theo kiểu nó giống như là cái tư thế giống như cái lúc trước lúc nó chết nó kêu cứu hay sao đâu á mà bây giờ nó chết nó làm y như vậy thôi thì bây giờ mình uh, sáng á mình kêu ông bác năm á kêu mấy cái thợ lặn đi gần gần cái đó lặn xung quanh cái khu vực này có, có tìm thấy xác của nó không nhưng mà sáng ra ông bác năm á với lại những cái người mà người ta đi tìm xác này nọ kiếm hoài khu vực xung quanh cái đó kiếm kỹ cỡ nào kỹ không thấy là không thấy các bạn bác năm thì đương nhiên cái chuyện ông ông năm á thì đương nhiên ông đau lòng rồi các bạn tìm thấy con không gặp mà nghe nói mấy cháu của mình thấy con mình nó hiện giờ trong đêm vậy đó cũng đau lòng lắm thì xong cái lần đó đó thì ông bác ba nè ông thấy ông bác tư với bác năm sợ quá đi ông mới nói thôi bây giờ cứ vô đất liền ngủ đi vô trong đất trong hòn á các bạn vô trong hòn ngủ đi rồi thuyền thì cứ đợi đó cũng đâu có ai lấy liếc gì đâu mà lo thì cái đêm đó đó ông bác ba, bác tư nhưng bác năm thì không có ngủ trên ghe không có ngủ trên ghe trên thuyền nhưng mà mấy cái người khác ở gần đó ngủ bắt đầu gặp gặp rất là nhiều người nha các bạn nhưng mà điển hình nhất đó, là có cái ông này nè ông à, à, mình kêu là ông ông Út đi ông út thì trong ghe của ổng thì có đứa con đứa con của ổng à, là chú lý và có một cái đứa cháu à, nội cháu nội là cỡ 10 12 13 tuổi à nhưng mà rất là thích đi theo biển này nọ ban đêm ban hôm à, ngủ xong rồi sáng rồi cái mẹ ra rước đem vô trong à, hòn để đi học và ban đêm là phải đòi ra đây ngủ thì cái đêm đó đó ba ông cháu ngủ trong cái ghe thì cái đứa nhỏ nó đang nằm nó ngủ như vậy đó cái nó mới nghe cái tiếng mà cái tiếng lạo xạo lạo xạo dưới nước á thì nó mới đi ra nó đi ra nhưng mà cha cha với lại ông nội vẫn còn nằm ngủ như nằm đó thì khi mà nó cựa quậy nó định đi ra đó cái ông chú cha của nó biết thì cũng mở mắt ra dòm cái con mình đi ra trước làm gì cũng không có kêu nó lại cũng không không hỏi là sao mà con đi ra <laughs> cái ông mới ngồi ông dòm theo ông dòm theo thì ông thấy cái đứa nhỏ nó đi ra nó đi ra tới cái mũi thuyền á thì ông mới kêu nó con 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 làm gì bạn đi bằng đi bằng hôm đi ra đó đi vô thì cái đứa nhỏ nó nghe kêu nó giật mình nó quay lại mà nó quay lại cái nó mới nói vậy nè cha ơi cha sao cái ông chú đó ông đứng được trên mặt nước kìa tự nhiên nó nói nó nói kiểu vậy đó mà cái đứa nhỏ các bạn thí dụ như cái đứa nhỏ mà 6 tuổi 7 tuổi thì nhầm khi nó chưa biết Thì nó có thể nói như vậy thì mình Cũng có thể hiểu được đi Giống như nó giờ mà làm cái này ra cái kia nhầm khi ánh sáng của Đèn của những cái thiền khác người ta chưa tắt nó dạ xuống biển nó lấp lánh lấp lánh vậy đó Nhưng mà một cái đứa nhỏ 12 tuổi Thì tại sao nó lại nói như vậy Nó cũng nhận nhận định được chứ cái thế như vậy đó cái người cha mới đi ra đi ngay 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 ra đó đâu, đâu đâu còn thấy đâu đâu thì cái đứa nhỏ nó mới chỉ nó chỉ ở gần vô cái ghe gần đó nhất ở bên cái mạng ghe đó thì ở dưới đó có một người mà cái ông cha này ông dòm vô ông vẫn thấy nha các bạn ông vẫn thấy nhưng mà ông không có thấy làm như ông không có thấy rõ được như cái đứa nhỏ thì ông mới thấy gần gần vô cái mạ xuồng á cái mạ thuyền á nhưng mà có một cái á là chỗ đó nó không có ánh sáng nó hơi tối cái ông mới nói đâu phải con cái này là chắc cái chú nào á đang làm gì ở dưới thiền của mình á rồi đứng ở ngoài mấy cái cái bánh xe để xe bên hông thiền á chứ đâu có đứng dưới mặt nước con không phải đâu cha ơi hồi nãy con gặp chú đó đó là cái chú đó ông đứng ở cách cái thiền, cái cái thiền đó đó ông cách xa lắm ông đâu có đứng gần đó đâu ông thấy con rồi ông mới đi là cái thiền đó ông đứng đó người nào mà đi trên mặt mặt nước biển mà đi là cái thuyền được các bạn thì cái ông cha lúc này ông mới thấy lạ lạ rồi cái ông mới dòm kỹ là ông mới nói thôi 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 còn vô con ngủ với ông nội đi thì cái đứa nhỏ nó mới đi vô nó ngủ với ông nội nó nghe lời cha nó đi vô nó đi vô rồi đó ông đợi cho nó đi vô tới trong rồi ông mới kêu ông mới nói ơi ai đứng đó mạng thiền ban đêm vậy ông gọi đâu hai ba lần như vậy đó nha chụp một cái, cái bóng mới mất tiêu các bạn biến mất trước mặt ông luôn ông giật mình ông quản hồn quản vía nhưng mà cái ông này ông thuộc cái dạng cũng gan đi ông mới nói trời 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 hồi đó giờ nằm ở đây á thì đâu có gặp mấy cái chuyện mà kiểu vậy đâu mà mấy bữa trước á có nghe nói thằng thằng tài nó về mà không lẽ nó về thiệt sao ta ông vẫn còn đứng trên cái mũi thuyền của ông nha có giật mình nhưng mà nói mà đến cái độ mà sợ thì ông chưa có đến độ sợ đâu cái ông mới đi vô ông lấy mấy cây nhang á ổng đốt xong rồi mới quăng một hai cái đầu ăn gì đó rồi đổ một hai ly dụ xuống á ổng nói tài ơi uh, ông bác năm á ổng kiếm mày dữ lắm mà kiếm không có được cái xác của mày nếu mà mày có linh thiên á thì mày coi mày về mày báo mộng mà cho uh, ông bác năm ổng biết chứ mày nhát bà con hàng xóm làm gì ở đây ai cũng khổ hết trơn á rồi uh, người ta cũng có gia đình người ta cũng có những cái người thân mà chết uh, trong cái đợt bão với mày đó mày nhát cho người ta làm chi tội người ta ông kháng xong rồi cái ông mới đứng đó một hồi nữa mà ông cũng không có thấy thấy vậy mới đi vô thì cũng trong cái đêm hôm đó luôn nha các bạn ở một cái thiền cũng cách đó đâu cách cái thiền của cái cha con cái ông này á chừng trăm mấy hai trăm thước à thì có cái cái, cái thiền của ông đó ông khác nữa cái ông đó thì cái người lớn một người vợ và một cái người uh, con trai tổng cộng có ba người mà cái người con trai á là gặp cho nên mình chỉ kể chính vào cái người con trai thôi thì cha mẹ đang ngủ ở trong á thì cái cậu con trai này cậu là không có ngủ bữa đó không có ngủ được mà dân biển mà các bạn ban đêm ban hôm ngủ không được á thì người ta hay mở cái đèn ở bên ngoài người ta câu mực tại thời điểm đó thì cá mực nhiều lắm thì cái cậu này á cậu mới câu là cậu ngồi ở trên cái mũi xuồng nhưng mà ngồi phía bên trái cậu đang ngồi câu vậy đó cũng câu cũng được mấy con mực ngồi câu cho giết thời gian tại ngủ không được cái cậu mới thấy hắt ra phía trước đó, giống như là cuối cái bóng sáng cái bóng đèn nó dạ tới đó. thì cậu mới thấy ở ngoài đó đó rợn 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 nước nha cái cậu mới dòm cậu dòm thì cậu thấy rợn, rợn rợn nước vậy nè mà hồi đó nó cá thu rồi rất là lớn nha mà cá thu ban đêm ban hôm á nó đi vô nó kiếm mồi hay hoặc là mấy con cá gì mà nó giống như cái con mấy con cá bóp á các bạn mấy con cá bóp có con nó dài lắm nó là cái đâu cỡ mét mấy á và có con nó nặng mười mấy ký là bình thường đó. thì ban đêm á nó hay đi mà kiểu mà nó kiếm nó kiếm mực nó ăn có thể là mình mở bóng đèn ở đây nè mình câu mực á thì cái việc mà cá lớn á nó vô nó cứ ăn mực á là có hoài à trong khi nó vô nó ăn nó đuổi mấy con mực đi chơi còn không được nhưng mà gặp mấy con cá lớn vậy đó dù lấy mồi uh, cá sống này nọ các bạn hay hoặc là mực sống đó Thì sẵn mực mới vừa câu lên nè cái cậu này cậu mới đi vô trong cậu lấy cái cần câu mà cần câu biển hồi trước không phải cần câu máy như mình bây giờ đâu Hồi xưa người ta lém, đem theo trong những cái thiền á là những cái cần câu bự bự theo kiểu giống như cái tre nha các bạn cái tre cái chút đó nhưng mà nó bự bự cỡ nửa nửa cầm tay vậy nè cái người ta cột dây bự để câu mấy cá bự thì cái cậu này cậu mới vô cậu mới lấy cái lưỡi câu cái câu dài để ra cậu lấy ra thì cậu cuột dây dài cuộc cá vô cậu mới quăng cậu thấy rợn 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 nước ngoài đó đó nha cậu mới quăng cậu quăng ra cậu quăng một hồi đi thì thấy thấy rợn nước xung quanh cái chỗ cậu quăng hoài đó mà sao mà không không có thấy nó ăn mà thường thường cái loại cá đó đó nó gặp mực một cái hay mà quăng ra kiểu đó là nó đớp đó các bạn vậy mà không biết sao nó không ăn cái cậu này cậu mới tức quá đi cậu mới nghĩ là không lẽ đèn sáng nó sợ thôi mình vô mình tắt cái đèn đó thì cậu mới đi vô á cậu tắt cái bóng đèn mà cái đèn mà hồi đó giống như cái đèn mà đèn mà để mà sạc á các bạn để xuống này có mực á thì cậu mới đi là cậu tắt đèn cậu tắt đèn cậu đem đèn cậu dẹp vô bên trong ha cái cậu mới dòm cố gắng cậu dòm cậu còn nó còn rợn nước không thì cậu thấy chứ trên mặt nước nó rợn 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 nghe. mà nó càng ngày càng gần càng ngày càng gần lại nha cái cậu này cậu có mừng quá đi chắc mới nghĩ là rồi rồi rồi, cá này chết chứ tao thì kiểu vậy đó cái mới móc cái cục mực vô mới quăng ra mà quăng gần ở chỗ cái ghe mình á dụ nó lại làm chấm 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 mặt nước vậy nè để mà dụ nó lại thì cậu thấy bơi 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 lại nha mà ở trên cái ghe thì các bạn có hồi khúc trước á bà đã có giới thiệu rồi ở cái mũi ghe sau đó thì người ta hay để một cái đèn nhỏ để cho những cái thuyền khác người ta phân biệt được là ở đây có thuyền đậu thì cái ánh sáng đèn đó nó sẽ hắt gần 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 cái ghe và gần cái chỗ cậu đứng thôi có nghĩa là tính từ cái mạng xuồng mà chỗ cậu đứng á, đi ra cỡ một hai thước á, thì nó còn thấy lờ mờ còn qua cái khu vực đó gọi là hầu như là không thấy cái cậu mới cầm cái cây cần câu á cậu quăng 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 vậy cậu thấy cái rợn rợn nước gần, gần 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 vô tới mình rồi cậu mới mừng quá đi cậu mới thủ thế đó cái mới kéo á để cái cái gần câu xuống cho cái, mồi nó nằm ở ngang ngang mặt nước cậu kéo ve ve lại như nè thì cậu thấy vượt 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 rợn nước vượt, 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 vượt theo nha nhưng mà hỡi ơi các bạn ơi khi mà nó dời tới chạy ngay, ngay là cậu như nè là cậu nghĩ là con cá nó vượt theo đớp mồi đó nhưng mà tới khi nó làm rơm rơm tới gần vô cái khoảng cách chừng một mét mấy hai mét nữa là tới đó nha cậu thấy rõ ràng một cái khuôn mặt cái khuôn mặt trắng nhách luôn dưới mặt nước biển vậy mà đưa cái mặt lên chọn con mắt lên giờ hầm cậu cái mặt người ta các quảng hồn quảng vía quăng cần câu la um sùm chạy vô trong cái ghe cha mẹ cậu mới giật mình thức dậy hỏi cái gì cái gì thì mặt mày tái mét không nói được câu nào hết trơn trời ơi câu câu đêm kéo như vậy mà mà vô nguyên khuôn mặt người tự dưới đó dạ lên cái cậu này cậu sợ quá đi ở trong cái 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 mui ghe bên trong đó, mà quá sợ rồi cũng không có dám cởi được thì cha mẹ của cậu hỏi cái gì cái gì mà cứ cứ đứa con nó không cởi hoài mà nó không nói tiếng nào mặt mày thì xanh lè xanh lét thì hai người mới lấy dầu này nọ ra sức cái sức hoài sức hoài vậy đâu cũng 10 phút gì đó mà cậu mới dòm cậu mới lấy lực chút xíu bình tĩnh cậu định cởi nha nhưng mà trước khi cởi cậu mới dòm ra bên ngoài nhưng mà do cái lúc mà cậu la quản lên thì trong nhà đó ấy lòng xin lỗi các bạn là trong ghe đó thì cha mẹ cậu á, mới mở lên quay máy lên cho nó chạy mấy cái phát mấy cái mấy cái điện ra thì cái ghe nó sáng chân thì cậu mới dòm dòm xung quanh để kiểu mọi người mà, mới gặp mà sợ trước khi cởi thì phải dòm xung quanh có thấy gì không thì cậu dòm ra ngoài trước đứng ngay cái mũi ghe luôn các bạn đứng gây cái mũi ghe mà cái khuôn mặt hồi nãy trắng nhách mà mà một hồi nãy thì giờ không có rõ trắng xanh như trắng dưới mặt nước biển ẩn lên cái trợn mắt cây cậu quảng hoàn còn dưới cậu chạy vô rồi cho nên là giờ không có rõ còn lần này á cậu thấy đứng ngay trên cái mũi xuồng của mình thì cậu dòm kỹ được là làm như là cái dông cho thấy nha các bạn cha mẹ cậu thì không ai dòm thấy chứ mà riêng cậu cậu dòm ra thì thấy đứng ngay ở trên cái mũi ghe đó mà hai bên mặt kêu bằng nó lõm chỏm lõm chỏm tùm lum hết trơn đó chày da chốc dãy tùm lum hết trơn các bạn mà cả người ớt sủng mặc cái bộ đồ màu nâu cái quần á thì thuộc cái loại cái quần jean đó các bạn cái quần jean mà nó ướt rồi đó quần jean xanh mà kiểu mà nó ướt rồi thì nó nó nhìn nó nó cái màu đó tối, tối tối đứng ngay ở ngoài đó luôn cái áo nâu mà cái quần jean cậu mới ớ ớ miệng không la gì được ớ ờ, ớ lên mà không phát ra cái tiếng nói nào được hết vui đầu vô trong ba cái mền mùng á cái cha mẹ cậu thấy vô quá sợ rồi không biết con mình nó thấy cái gì mà sao nó làm cái hiện tượng lạ quá mà mấy bữa nay có nghe nói có nghe người ta nói là cái dông của thằng tài nó gì vậy? thì hai vợ chồng mới, mới, mới nói á thôi bà ở đây á bà giữ nó đi để tôi đem xíu đồ đi ra ngoài đó tôi, 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 tôi mỗi ghe tôi cúng tôi dái còn sao thì ông chồng ông mới đi vô ông lấy đồ ra ông dái ông lấy đồ ra ông dái ông đứng ngoài đó ông dái vậy đó ông đứng ngay cái mũi ghe ông dái vậy đó thì cái lúc này cái cậu con trai á cậu sợ quá cậu đâu dám dòm ra nữa còn cái người vợ thì giữ con mình là con con không sao con ơi có cha mẹ con đừng có lo thì cũng giữ con mình rồi cũng dòm ra bên ngoài của chồng mình cũng kiến sao cái bà dòm ra bà dòm ra thì trời đất ơi bà thấy chồng của bà thì đang lơm khơm lam khơm đang lấy mấy cái đồ sắp sắp, sắp lại đang cúng á còn cưới bên hông á theo kiểu là ông đứng vậy nè thì bà ở trong bà dòm ra bà thấy được phân nửa phân nửa cái khuôn mặt của ông thì bà thấy ở sau phía sau nữa đó phía sau lưng của người chồng mình á là có một cái bóng đứng cũng mặc bộ đồ quần cái quần jean xanh mà ướt và cái áo á Thì là cái áo màu nâu Cả người ướt sủng luôn Giống như kiểu mà cái áo màu nâu do nó cũ quá Nó thành nó chuyển màu á các bạn Rồi cái áo đó thường thường là dân biển người ta hay mặc để mà đi ra biển còn cái quần là giống như cái kiểu là là uh, khi mà ngủ á, sợ lạnh này nọ ngủ ngoài trước hay gì đó sợ lạnh thì mặc cái quần nó dày dày lên chút mà thường thường những cái quần đó là để cho mấy cái người mà hai mấy ba mươi tuổi rồi người ta mặc á chứ dân biển ít ai đem theo lắm mà hồi trước nha có nghe nói là ông chú tài ông rất là thích mặc quần jean cho nên là đi biển thì đi biển cái lúc mà làm á, thì ông mặc đồ giống người ta làm vậy đó còn bình thường mà ít làm á đi ra đi vô thì ghe được không thì ông mặc cái quần jean cũ của ông màu xanh với lại cái áo thì ông mặc mấy cái áo người ta đi biển vậy thôi thì bà tự nhưng bà nhớ lại một cái bà gặp đứng đó cứ gì đứng vậy nè mà dòm lơm 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 vô mấy cái món đồ ăn của Uh, chồng mình cúng á mà làm như chồng mình không có thấy nghe lọ mọ lọ mọ lo cúng mà đứng kế bên dòm vậy đó trời ơi bà sợ quá sợ đi bà định la lên cho chồng mình biết là ở phía sau lưng có mà bà la không được luôn các bạn tới khi mà ổng cúng ổng cúng một hồi rồi nghe thì, thì biến mất tiêu biến mất rồi thì bà cũng sợ bà cũng cứng họng mà không nói được giống như kiểu là khiến không cho nói vậy đó cái ông chồng ổng mới cúng xong thì ổng mới đi vô ổng đi vô thì cái bạn Ông giật mình ông thấy gì tự nhiên con mình hồi nãy giờ thì nó xanh mặt xanh mày này nọ vậy rồi thì không nói mà tự dưng vợ của mình cũng cái kiểu mà thái độ cũng y như con mình luôn cái nó trời 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 bà 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 sao vậy cái gì mà mày xanh lè xanh lét chân vậy ông ơi ông ơi Ô, ông đâu đó 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 đóng cửa lên nói cái giọng rung rung gì đó các bạn phải đóng cái cửa đó lại ha thì cái ghe này đừng có cửa kéo ngang chắn gió đó kéo cái cửa lại rồi rồi đó. bà nói nhỏ, nhỏ bên lỗ tai bà nói tôi thấy tôi thấy thằng tài ông ơi tôi thấy thằng tài thì ông chồng ông nghe tới cái tên rồi á ông cũng giật mình rồi tại vì cái việc mà chú tài ông hiện giờ mấy bữa nay nè là dân biển gần, gần đó ta nghe hết mà đâu phải chỉ riêng chú tài đâu tại vì cái lần đó chết nhiều người quá đó nhiều người thấy hợp cứ hợp là thấy người này người kia hiện về các bạn thì cái sự mà sự thật những cái lời cởi đó nó có đúng hay không á, có thêm bớt hay không thì tạm thời không nói chỉ biết là bà con ở khu vực này rất là hay là cái thời điểm đó là hay gặp mấy cái dông người ta về nhưng mà duyên về cái trường hợp của chú tài là cái trường hợp mà hiện hình cho thấy luôn Người ta gặp những cái dạng là phớt qua, phớt lại hay là cái kiểu là bóng đen hay đi ra, đi vô than khóc đồ nọ đó Còn cái này là gặp chú Tài mà kiểu hiện hình luôn Có nghĩa là chú Tài cái chủ yếu mà cũng quá linh đi Cái ông cha này, ông mới nghe Ông mới nghe mấy cái câu chuyện đó, thì bây giờ nghe vợ của mình với con mình thấy vậy Cái ông mới đóng cửa, ông không ra luôn Ông nói thôi, thôi có gì sáng kể đừng nói nữa, nằm đây có tôi nè, tôi ngồi tôi canh cho ngủ thì cả hai gia đình cái bữa đó, đó ở trong cái mùi ghe đó mà cứ nghe lâu lâu cứ nghe ở phía trước đó, là cái tiếng khóc rồi cái tiếng rên giống như là cái người mà lạnh đó, lạnh lạnh quá mà nghe thì nghe không dám bước ra ngoài đó thì trong cùng một đêm thì cái gia đình của cái ông ghe bên kia đó là ba ông cháu thì cái đứa cháu gặp cái người cha gặp còn cái ghe bên đây á thì cái người con với cái người vợ gặp <laughs> Sáng ra rồi Cái họ mới đi biển Họ kể cho nhau nghe như vậy đi Thì thấy cái việc mà chú Tài này quá linh rồi Cái Trở lại á Với cái việc mà Ba ông cháu nè <laughs> Thì ban ngày á các bạn <laughs> Thì cái đứa nhỏ nó sẽ theo mẹ đi vô bên trong Đi vô bên trong hòn á Để mà à, đi học này nọ Rồi à, nói chung là ở trong 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 trong, trong cồn chứ không có đi theo ghe cái đứa nhỏ nó đi học về thì bữa đó nó về xong rồi người mẹ cũng lo nó ăn uống này nọ xong hết trơn là độ khoảng 12 giờ trưa đó thì bà mới cái người mẹ mới nói là con ơi con đi ngủ đi mỗi lần học có một buổi à chứ không phải học hai buổi như con nít mình bây giờ con đi ngủ đi à, rồi mẹ dọn dẹp này nọ xong rồi mẹ à, coi cái mớ cá còn mẹ bán con đừng đi chơi nha thì cái đứa nhỏ nó cũng nghe nó cũng đi vô trong nhà nó nằm thì nó nằm chút xíu thì cái người mẹ ở ngoài trước nhà nè đang soạn 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 mấy con cá mấy con mực của mình á đánh này nó được để mà đi bán đó thì bà đang soạn soạn thì tóc ngang cái đứa nhỏ đi ra nào bà nó đi ra ngay cái sau lưng của bà đó mà nó cách bà đó hai thước nó vẫn còn đứng trong nhà nha nó khóc kêu bằng khóc buồn non mùa nước luôn khóc kêu bằng dữ dằn lắm khóc mà cái 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 người nó, nó nó, đứng nó khóc mà hai cái tay nó giống như kiểu mà con nít mà khoanh tay vậy đó mà sợ lạnh vậy đó các bạn nó run run rồi nó khóc thì cái người cái mẹ nghe nó khóc vậy mới giật mình mới quay lại trời ơi, con 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 làm gì mà con khóc như vậy mà làm gì cái tay chân con vậy con, con con sốt hả thì bà mới nói như vậy bà mới định đi lại bà giờ tay lên chán coi đứa con mình nó có sao hay không bà mới đi lại bà giờ cái tay lên chán nó nghe mà chưa kịp đụng vô cái chán nó nó hắt ra các bạn nó, nó chưa có nói chuyện nha Gửi nó nha ra nó nạt bà cho bà răng nha nó không cho bà lời rằng mà cái đứa nhỏ này bữa nay sao nó mạnh quá bà đưa cái tay tới đăng lấy cái sức của bà thì bà, bà đưa tay ra như vậy nè sức người mẹ đưa tay ra như vậy thì đứa con nó muốn hắt á, nó phải dễ đâu cái đứa 12 tuổi mà nó sức lực của nó được bao nhiêu mà đưa tới gần nó hắt một cái là cứ bằng văng cái tay ra giật mình luôn cái sức đó là phải từ cái sức của cái chồng mình trở lên đó. mới có khả năng quăng cái tay mình văng ra kiểu gió cái người mẹ mới mới thấy kỳ sao mà cái đứa nhỏ này bữa nay nó 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 nó, nó khóc mà sao con mắt của nó cái chuyện chuyện trợn lên hoài mà nó dòm nó dòm ra ngoài nó không có dòm bả mà nó khóc nó cà rung cà rung cà rung vậy đó cái cái người mẹ mà nó còn ơi con sao sao, sao vậy con ai con mày ai con mày nói không có rõ cái giọng nha nhưng mà nạt nộ theo kiểu là ai con mày ai con mày vậy đó hai con mày làm gì rất là ghê nha mà cái đứa nhỏ nào đó giờ nó ngoan lắm Nó đâu có dám mà hổn hào với cha mẹ các bạn Mà tự dưng bữa nay đó, nó nạt Ai con mày, ai con mày Thì cái người mẹ mới giật mình rồi Mà không hiểu làm sao đó. Nếu mà thường ngày cái đứa nhỏ nó hổn vậy là mà lặt ngang mà bính liền Mà bữa nay á bà dồn vô nó một cái nghe Là bà rợn người chứ Mà không dám la luôn Nó khiến sao mà kỳ vậy đó cái bắt đầu cái nó mới nó vẫn không dòm bả nó chỉ cái lúc mà nó nạc văng da đầu đó thì nó dòm bả một cái, xong rồi nó quay mặt nó dòm chỗ khác nó khóc. Nó cứ làm vậy hoài đó. Thì cái người mẹ này cũng sợ rồi mà cái cái thời điểm đó thì ở ngoài đó nhà người ta ở thưa lắm, chứ đâu phải mà đông đúc. Cái người mẹ mới đi ra ngoài đường, đi ra ngoài đường đứng dòm vô thì thấy cái đứa con nó cũng không có thèm dòm mình, nó cứ dòm theo cái hướng nào đó rồi nó khóc, nó nó, 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 nó rung rung người nó khóc cái người mẹ mới mới dòm dòm ra ngoài coi coi có ai đi ngang không thì cũng may cái tới cái giờ đó là cái giờ mà người ta đi bán trưa đó các bạn ra chợ đem đồ ra chợ để bán trưa đó thì có mấy cái bà đi ngang đi cái người mẹ mới kêu lại vô chỉ con mình thì mấy cái người này đi vô này nè thì có một cái bà cái bà này là mình kêu là bà hai nha bà hai thì ở gần nhà của ông năm ông năm là cha của chú tài đã chết mà chưa tìm thấy xác đó thì bà hai này bà, bà đi ngang bà đi ngang với lại một bà nữa thì hai bà đi ngang cái người mẹ mới kêu vô mà đầu tiên á, là cái bà kia cái bà kia đi trước cái bà kia đi trước cái người mẹ mới dẫn cái bà kia đi vô bà hai bà đi sau cái bà kia đi vô á, thì ông chú tài á, xin lỗi các bạn là cái đứa nhỏ đó nó dòm cái vô quay mặt chỗ khác nó vẫn khóc nó như thinh vậy đó mà cái bà đó bà mới nói rồi rồi, rồi con mày hình như có cái chuyện tâm linh nha bà vừa nói vậy xong cái quay ngang liếc bà ăn cái liếc qua cái cái lời kêu bằng mà đói ốc lên luôn á thì ngay cái lúc đó đó thì cái bà hai nè bà mới đi vô gần tới nè bà có cái chỗ cái gì vậy cái gì vậy mà mà, 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 mà sao uh, cái đứa nhỏ làm gì mà nó trợn trợn nó dòm vậy thì tự dưng bà lên tiếng vậy vào cái đứa nhỏ nó quay mặt đi nó dòm bà mà hồi nãy tới bây giờ nó dòm mẹ nó chỉ dòm một cái nhưng quay mặt chỗ khác rồi nó dòm cái bà mà mẹ nó kêu vô á nó cũng dòm cái quay mặt chỗ khác mà riêng cái bà hai này á khi mà bà nói xong cái câu đó đó nó quen anh nó dòm bà mà nó dòm bà xong cái nó khóc khóc lớn hơn nữa mà nó kêu như vậy nè bác hai bác hai ơi bác hai hồi nãy giờ nó không hề kêu ai chứ mà riêng gặp bà hai nó đi vô rồi nó kêu bác hai mà cái giọng mà lớn lớn lớ mà nó cứ mà nó dán nó, nó dặn ra cái lời nói á bác hai bác hai nó kiểu như vậy đó cái bà hai bà bác nghe mới giật mình nghe bà nói trời 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 trời, trời. cái gì vậy bay thằng nhỏ này nó bị gì vậy con con rồi bác hai bác không nhớ con nữa bác hai tài tài nè bác hai trời ơi vừa nói thằng tài thằng này thì cỡ như hai cái bà kia bà nào bà nấy là xanh mặt tái mét hết trơn á thậm chí cái bà mà đi vô trước á bà cũng gan đó nhưng mà cũng giật mình mà lui lại bà muốn chạy ra ngoài nha các bạn mà kiểu mình dán gồng lắm mới đứng là được á tại cũng thương mẹ của cái người mẹ nè mình chạy rồi còn nó có đây với lại bà hai rồi sao thì bà hai bà nghe tới cái tên tài rồi đó bà cũng khóc sợ thì có hơi sợ đó nhưng mà cũng khóc các bạn tại vì bà ở gần nhà ông năm mà cái việc hồi đó tới bây giờ bà cũng thương chú tài lắm cái trời ơi bà đi lại mà lạ một cái đó bà đi lại bà định là hỏi ờ con ơi mày phải thằng tài con của ông năm hôm này nọ đó định hỏi như vậy nhưng mà khi mà bà mới đi vô cái sức ra đi vô gần tới sức ra liền các bạn sức da thì cái đứa nhỏ nó té sang bên á là nó không biết gì nữa cái mặt nó ngơ ngơ ngáo ngáo mà nó thở hì 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 vậy đó thì mọi người vô cái mới mới làm cho cái đứa nhỏ nó khỏe lại tới chừng mà nó khỏe lại á dặn hỏi nó thì mới hỏi được là cái lúc mà nó đi vô nó định ngủ á thì nó mới nghe ở phía sau bếp mà nói tiếng phía sau bếp á là cái hướng á các bạn là sau bếp rồi đi thẳng ra là ra biển đó <laughs> Là cái đứa, đứa nhỏ này cái đêm trước á Nó ngủ với ông nội với cha ở ngoài ghe đó Là nó đã thấy rồi Rồi nó kêu cha nó ra Cha nó ra thấy chút xíu rồi rồi, rồi, rồi biến mất Thì bữa nay nó, nó nó vô trong cái buồn nó định ngủ Thì nó mới nghe cái tiếng ngoài bếp á Nó nghe cái tiếng con ơi con ơi kêu như vậy đó Thì nó mới nghe nó tưởng là cha nó về Nó mới lặt đặt nó chạy ra sau bếp Nó mở cửa thì nó vừa mở cửa ra rồi đó Thì nó không biết gì nữa nó nói là mở cửa ra rồi thì nó thấy cái gì đang đen đang đen ập ập vô người nó là nó không biết gì nữa thì thấy vậy nó linh rồi cái bà hai á bà mới về bà nói với lại ông năm mà cái lúc nói đó đó thì có cả uh, bác ba với lại bác tư bác ba hòn với lại bác tư cũng ở trong trong đó đó thì mới cởi lại anh vậy đi thì cả nhà mới lật đặt kéo qua nhà của cái cái đứa nhỏ này nhưng mà kéo qua rồi là không nhập vô được luôn đó, các bạn mà ngoài hòn ngoài đó nó là đó cũng đâu có thầy thầy bà gì ở đó đâu cái kiểu mà mấy người lớn tuổi người ta biết á thì người ta nói là kiểu là bị đi chạy đi qua bển đi để coi coi nó có nhập vô thì hỏi nó mà hồi nãy á, bà hai đi vô thì nó xuất ra có nghĩa là nó nó biết bà nhưng mà nó nó, nó giống như tuổi rồi không hạp gì đó bà lỡ gần không được cho nên nó xuất ra đó thì thôi bây giờ bà hai á, bà có qua bển á, thì bà ở ngoài đợi chừng nào mà uh, nhập vô rồi đó thì để cho ông năm nè với lại mấy đứa này nó hỏi coi là hỏi nó coi cái xác nó nằm ở đâu mà nguyên ngày trời nguyên bữa đó luôn các bạn không hề lên đợi mòn mỏi không hề lên thậm chí ông ông năm á ông còn xin phép cái gia đình bên đây á, là tối cho ông ngủ lại lỡ mà có nhập vô cái đứa nhỏ để ông hỏi mà cũng không được luôn các bạn họ ông qua rồi một cái là ông không không nhập cho luôn và phải qua ngày hôm sau đó thì bà con người ta mới bàn á ta nói thôi bây giờ ông về đi có ông ở đó đó thì nói chung là bên mình qua không có được giống như mấy bữa đó đó ông bác tư ông bác năm ông thấy mà thằng ba nó lại không thấy mà bây giờ ông qua lại không có nhập thì thôi bây giờ mình về đi còn cái gia đình đó thì do là nó không có biết còn bây giờ nó biết rồi lỡ có nhập vô thì nhờ nó hỏi giùm mà cái người mẹ thì cũng sợ các bạn cứ giữ con hoài mà nói bây giờ nếu mà phải có người mà sợ mà có người khác đi vô thì nó không nhập thì sao cái mới đi ra nhờ cha của nó với ông nội là giống như là ở bữa nay coi anh ở trong nhà giùm tại vì bữa đó đó cái người cha đó đi ra cũng thấy thấy hợp đó cái cái người cha thấy vậy mới về mới về thì trong gia đình là ba người hai vợ chồng với đứa con tiệc thêm một ngày hôm sau cho tới tối luôn cũng không thấy nhập mặc dù người cha với người mẹ cứ canh hoài đó tại vì nhập vô con của mình thì cũng không có tốt cũng không ai muốn nhập vô con mình đâu nhưng mà dẫu sao thì bây giờ á, cũng giúp được cho cái gia đình của ông năm phần nữa đó là mình phải đi biển này nọ vợ phải bán cá nọ biết khi nhưng khi con mình nó hợp á, ở nhà mình nó cũng nguy hiểm thì hai vợ chồng mới quyết định là giúp ông năm cái tới tối á nghe tới tối thì cái đứa nhỏ đang ăn cơm nó cũng ăn cơm này nổi cha mẹ xong xuôi hết rồi mà ban đêm ở ngoài hòn nó ngủ sớm lắm 7 giờ mấy 8 giờ là cũng đi ngủ rồi mà cái tới lúc đó là mới có 7 giờ hơn chừng 7 giờ 15 gì đó thì cái đứa nhỏ đó nó đang ngồi trong nhà đang ăn cơm vậy đó thì cha mẹ nó kiểu mà cứ canh là ban đêm mà cực kỳ canh mà cái đứa nhỏ tự nhiên đi vào bên ngoài vừa đi ra bên ngoài thử người cha mới la lên con sao đi ra ngoài làm gì thì cái đứa nhỏ nó vừa đi ra ngoài cái nó chú đó kìa nó vừa nó chú đó kìa cái nó nhào ra các bạn nó nhào ra cái lại nhập vô luôn khiến chú tài khiến cho nó bước ra để mà nhập thì nhập vô rồi, rồi cũng khóc của mê giang vậy đó cũng khóc khóc lóc dữ lắm luôn á thì cái ông này ông biết rồi ông cha ông biết rồi ông biết là nhập rồi ông mới nói á mày đã ha tài mà bác năm mấy bữa nay qua đó sao mày không lên mày nói chuyện gì đó mày nói sao mà mày cứ vậy vậy hoài Và biết đường đâu mà mà, mà 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 giúp cho mày thì cái ông chú tài này ông mới khóc mà ông nói cái giọng khó nghe lắm nha nhưng mà dịch lại được là ông mới nói á đâu phải là muốn cho ai biết là cho đâu tôi nói với ông á là ông ông cha con ông cũng hợp với tôi á nên tôi giờ cho ông thấy được rồi tôi nhập vô cái đứa nhỏ tôi định nói á mà nhằm khi nhà ở này nọ tôi vô trong nhà đã khó rồi tôi nói không đâu có được đâu tôi gặp bác hai á tôi gặp bác hai tôi á tính nói rồi đó mà tôi nói không được ba lại gần tôi cái tôi bị đẩy răng ra cái ông này mới nói vậy chứ giờ sao mày bây giờ tao biết này sao mày không nói cho tao thì tôi cũng định nói cho ông á để à, anh về á anh nói với lại cha tôi giùm nhưng mà tôi nói không được đâu phải nói là nói được đâu tôi xin dữ lắm á, người ta mới cho tôi nói đó chứ đâu phải ai chết rồi á, cũng về báo cho 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 nhà biết xác mình đâu được đâu có người báo được có người không báo được tôi phải xin dữ lắm á. thì bây giờ tôi mới được về tôi báo cho anh là tôi không được báo trong nhà tôi nữa tôi báo cho anh à. anh nhớ nói giùm tôi thì nói xong mới chỉ cái chỗ đó, các bạn nó chỉ cái chỗ đó nha chỉ cái chỗ cho đó cho đó chỗ đó, chỗ đó vậy đó là cái người cha đó nhớ thiệt là kỹ Thì nó chỉ xong cái người cha mới năng nỉ nó thôi Tài ơi con tao nó còn nhỏ mà chỉ chỗ như vậy cũng được rồi à, Ừ Tôi không có hại gì con ông đâu Mà tôi Hợp với nó tôi mới nhặt nó được Có lúc tôi nói được nhưng mà Tôi không phải xin người ta tôi mới nói được Chứ đâu phải ai Cũng nói được đâu Bây giờ tôi nói cho anh nghe được rồi đó Anh giúp tôi đi cảm ơn tôi chết tôi lạnh lắm mai mốt đó, tôi cha mẹ tôi dước tôi về rồi đó chôm cắt thờ cúng tôi tôi hết lạnh tôi đâu có làm phiền gia đình anh nữa thì nó nói xong rồi nó cũng khóc hồi nó mới sức ra các bạn cái người chồng đó, mới lật đặt ban đêm ban hôm gì cũng đi qua bên nhà của ông năm thì đi qua bên đó rồi đó cởi lại chỗ đó chỗ đó như vậy thì ngay trong đêm luôn cả gia đình mới đi ra ngoài đó thì đi ra ngoài đó cái điểm ở ngoài đó đó các bạn nó gần những cái mỏm đá mà cái chỗ đó đó cũng có người người ta người ta lặn qua rồi đó mà không thấy tới khi mà 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 chỉ chỗ rồi hết trơn đó bác nha à, thì đi ra ngoài đó cũng cúng kiến này nọ mới lặn thì lặn xuống rồi thấy các bạn thấy bị kẹt vô trong cái mấy những cái hòn đá ngầm mà nó lớn á rồi cây cối nó đổ rồi nó xà 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 nó đẩy mấy cái đá vô giống như là lắp lại vậy các bạn lo ra có chút xíu cái giặt áo mà, cỡ đó vậy đó bây giờ đâu có thấy xuống giờ mới bư ra này nọ thì cũng may cái xác nó bị đá kiểu mà nó lấp lại đó cho nên là cá đó nó không có rỉa được cái, cái, cái thịt bông chóc không có rỉa được nhiều cũng bị bông chóc chứ làm gì khỏi các bạn nhưng mà con cái là cũng ít nhưng thay vì cái xác bình thường á mà để 4-5 ngày vậy đó thì ở dưới cá rồi nó nó, nó rỉa các bạn cá cua rồi nó rỉa còn này nhờ bị lấp vậy đó bởi vậy cũng một phần cái bên mặt đó, nó còn giữ lại được cũng bầm dập nhưng mà dòm vô vẫn nhìn được hình dạng chứ còn mà kiểu mà ở ngoài biển mà mắc kiểu mấy ngày như vậy đó khó lòng mà nhìn được cái, 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 cái hình dạng được đâu thì tìm được cái xác của chú tài các bạn y như cái lời nói luôn tìm rồi đem lên này nọ chôn cắt này nọ xong rồi hết trơn cúng kiến vậy này, đâu có chừng mười mấy ngày sau á thì cái ông mà ông năm á ông mới nằm mơ đó, là ông mới thấy chú tài hiện về đó chứ đó giờ hiện về không được thì mới về báo là Ừ con về được rồi, rồi cũng cười với lại ông năm nè kêu ông năm khuyên rồi đó các bạn khuyên năm đừng buồn đồ nữa rồi cái giờ cái từ đó về sau thì không ai thấy nữa và những người ở gần ngoài khu vực đó đó cũng không có thấy chú tài hiện về nữa thì đó là kết thúc câu chuyện mà à, bác Ba hòn đã kể thì trong cái lần đó đó các bạn còn rất là có nhiều cái chuyện của nhiều cái 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 dông khác nữa nhưng mà bữa đó thì bảo không có thời gian nhiều cho nên là chỉ nghe bác ba Hoàng kể một cái câu chuyện này thôi à, về sau mấy ngày sau nếu mà có rảnh thì bảo sẽ liên hệ với chú với bác để tiếp tục nghe bác kể là cũng còn đâu một hai câu chuyện như thế này à, rồi à, bây giờ thì xin chào và chúc các bạn có một đêm nghe chuyện thư giãn và một giấc ngủ ngon các bạn nha